rời xa gia đình như vậy thì vì chưa có chuẩn bị cho nên là dễ tụ tập băng nhóm hoặc là nghiện ngập. Và để đồng hành cùng với anh chị em di dân, Đức Thánh Cha vị cha chung của chúng ta đã nhắn nhủ rằng anh chị em đừng mất hy vọng một tương lai chắc chắn cũng được dành cho anh chị em. Và trên đường đi, anh chị em có thể gặp một bàn tay nâng đỡ, được cảm nghiệm tình huynh đệ liên đới và hơi ấm của tình bạn. Tôi hứa cầu nguyện cho tất cả anh chị em. Đó là những lời mà Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ với tất cả chúng ta, những người di dân, những người xa quê hương, xa gia đình, những người thân thương, để kiếm tìm một cuộc sống tươi đẹp. Lúc này hai thầy phỏng vấn ở dưới kia các bạn Bắc, Trung, Nam. Vậy hai thầy có phải là di dân không ạ? Dạ, chúng con là di dân. Con là di dân. Con này đến từ Long An. Một tràng hôm nay cho thầy đến từ Long An, và chúng con xin hỏi quý danh thầy ạ. Dạ, con là Gabriel Nguyễn Nghệ Thuận, khóa 11, và năm nay anh em chúng con sẽ ra trường. Và con xin hỏi quý danh thầy ạ. Dạ, thưa sư cùng tất cả anh chị, con tên là Jeronimo Trần Văn Thế, đến từ Bình Dương, các quận Phú Cường. Xin chào mừng thầy Trần Thế. Lòng nhớ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Lòng nhớ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Lòng nhớ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Lòng nhớ Đức Kitô nảy sinh tình đê huy. Dòng sông mau càng khô, tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần thôi. Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, tình yêu thương đôi liền các hoang đảo giữa đại dương. Chúng ta đặt trời đồng đã hoàn ca, kể chung vô gian.
của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh hân hoan chào đón Đức Cha Phêrô. Con kính mời Đức Cha, quý cha và tất cả mọi người cùng với các anh chị em di dân múa bài ca chủ đề của đại hội ngày hôm nay với chủ đề Di dân thắp sáng mừng. Cùng nhau ta đi, đi thế cho muôn người. Ôi những gì Thiên Chúa đã làm cho ta. Nào ta đi, đi thế cho muôn người. Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh xin hân hoan chào đón Đức Cha, quý cha và tất cả quý tu sĩ. Hôm nay trong ngày bế mạc vừa mới đến đây thì có hai điều đặc biệt. Thứ nhất là mưa lớn quá. Các cha nói là trời đang nóng, Chúa cho mưa một chút bởi vì thương anh chị em di dân, cho trời mát mẻ. Nhiều hồng ân Chúa. Rồi vào đến đây đó thì việc đầu tiên là tôi được tập thể dục, bởi vì cùng các bạn múa máy bài ca lên đường. Xin rất cảm ơn. Tôi nghe anh MC giới thiệu các bạn từ nhiều giáo xứ, từ nhiều cộng đoàn. Hôm nay chúng ta ở đây rất đông đảo và vui vẻ, và có một đấng liên kết chúng ta khiến cho từ nhiều nơi anh chị em chúng ta quy tụ lại với nhau và trở thành anh chị em với nhau. Đấng ấy ai cũng biết là Đức Giêsu Kitô. Cho nên không có gì khác hơn, tôi rất mong các bạn cùng với tôi chúng ta hát bài Gặp Gỡ Đức Kitô để diễn tả cái xác tín đó.
Cảm ơn các bạn rất nhiều, bởi vì đến đây nhìn thấy sự hiện diện của các bạn, nghe các bạn hát, nhìn sinh hoạt của các bạn, thì bản thân tôi cảm thấy như là mình được trẻ lại, và đồng thời cảm nhận những sự sống động của hội thánh địa phương là giáo phận của chúng ta. Cho nên tôi rất là cảm ơn. Và tôi đến đây không phải chỉ có một mình, nhưng còn có nhiều linh mục khác hiện diện mà không biết MC đã giới thiệu bao giờ chưa. Bởi vì các cha ở đây là những người công tác rất gần gũi và tích cực với giám mục ở trong giáo phận để lo cho anh chị em và các bạn trẻ di dân. Con xin được giới thiệu, trước hết ngoài Đức cha Phêrô ra còn có sự hiện diện của cha Gioakim, giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse. Con xin được giới thiệu sự hiện diện của cha Gioan Nguyễn Văn Ti, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sự hiện diện của cha trưởng ban mục vụ di dân của Tổng giáo phận Sài Gòn rất thân yêu, chính xứ giáo dân Phaolô, chúng ta đã biết và cũng hân hoan chào đón cha trưởng ban mục vụ. Sự hiện diện của cha Giuse Đỗ Đình Ánh, Tổng thư ký Ủy ban nhân dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngài đến từ rất sớm. Cha Giuse Trần Văn Hiển, giám đốc cộng thể Don Bosco Bến Cát. Sự hiện diện và đồng hành của cha hạt trưởng hạt Tân Sơn Nhì. Xin một tràng vỗ tay để chào đón các cha hạt trưởng hạt Phú Thập, cha chánh sứ giáo xứ Hòa Hưng Hồng. Còn có sự hiện diện của quý cha bề trên các nhà dòng, quý cha xứ, quý cha phụ tá, quý cha phụ trách các bạn di dân ở các giáo xứ, rồi đại diện các dòng tu, quý bề trên, quý tu sĩ dòng nam cũng như dòng nữ, xin hân hoan chào đón. Ông MC này, ông ấy còn quên có người mặc áo xanh ngồi dưới kia kìa. Ông cha giám tỉnh dòng thánh thể này. Và rất đặc biệt nữa là các sơ. Mời các sơ đứng lên chứ. Sở dĩ tôi muốn giới thiệu một chút qua anh MC, sự hiện diện của các cha, các tu sĩ, các thầy đại chủng sinh có mặt chung với anh chị em và các bạn hôm nay là để muốn nói với anh chị em và các bạn điều này. Giáo phận rất yêu mến các bạn và giáo phận hết lòng chăm lo cho các bạn. Dĩ nhiên là một đàng thì rất yêu mến và muốn chăm sóc cho các bạn, một đàng thì khả năng của chúng tôi nó giới hạn. Cho nên nếu các bạn gặp những khó khăn và những giới hạn nào đó từ phía giáo quyền, tôi cũng rất mong các bạn thông cảm. Các bạn thông cảm để vượt qua những khó khăn đó. Điều quan trọng là làm sao chúng ta giúp nhau để dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào, tất cả chúng ta đều sống đời sống người môn đệ Chúa Giêsu cho tốt đẹp nhất. Và chỉ như vậy mình mới có thể thắp sáng tin mừng như lời mời gọi của ngày đại hội hôm nay. Xin chúc mừng các bạn. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả quý ông bà anh chị em, cách ly là các bạn trẻ di dân. Chiều hôm nay bế mạc tuần lễ sinh hoạt, chúng ta quy tụ ở đây để dâng lời tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa bởi vì Chúa đã liên kết chúng ta, những người có thể gốc gác quê hương ở nhiều miền đất khác nhau, nhưng hôm nay gặp gỡ đây như trong một gia đình. Tạ ơn Chúa vì trong suốt tuần vừa qua, bằng những sinh hoạt đa dạng, Chúa ban ơn lành cho mỗi một tâm hồn trong cộng đoàn chúng ta. Và đồng thời xin dâng lên Chúa tất cả những tháng ngày sắp tới, cũng như những sinh hoạt của ban mục vụ di dân, để xin Chúa qua lời truyền cầu của Đức Mẹ và Thánh cả Giuse đem đến cho công việc mục vụ này nhiều hoa trái càng ngày càng phong phú hơn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giô-đan và Thánh Thần ngự xuống trên Người, Chúa đã long trọng tuyên bố Người là Con chí ái. Xin cho chúng con là đoàn nghĩa tử được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, hằng bền vững thi hành thánh ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa và là Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây là lời Chúa phán: Này là tôi tớ ta mà ta nâng đỡ, là người ta chọn, ta hài lòng về người. Đó là lời Chúa. Chúa thiên xâm đồ huyền kinh hay, nào nước không thanh điền lời tôn vinh. Chúa vẫn uy linh giữa thủy triều, là đại đế thống trị ngàn năm. Bài trích sách Tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: Quả thật tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính đều được Người đón nhận. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu bỏ xứ Galilê mà đến với Gioan ở sông Giô-đan để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao? Chúa Giêsu liền đáp lại: Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế. Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu chịu phép rửa rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy có tiếng từ trời phán: Này là Con yêu dấu của ta, Con đẹp lòng ta.
đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, cộng đoàn di dân của chúng ta có một truyền thống hết sức là tốt đẹp. Năm nào cũng có một tuần lễ sinh hoạt chung với nhau thế này. Và tôi cũng có cái duyên may là năm nào cũng có mặt với anh chị em và các bạn. Không có mặt trong ngày lễ khai mạc thì cũng có mặt trong ngày lễ bế mạc, phải không? Có duyên thì mới được như thế. Năm nào chúng ta cũng có một tuần lễ sinh hoạt. Nhưng cách riêng năm nay có một điều đặc biệt là tuần lễ sinh hoạt này nằm trong bối cảnh của năm phúc âm hóa đời sống gia đình. Đó là lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và Hội đồng Giám mục Việt Nam đưa ra lời mời gọi này thì cũng không phải là một sáng kiến có tính riêng lẻ của Việt Nam, mà đúng hơn là Hội đồng Giám mục đặt mình vào trong hướng đi chung của Hội Thánh toàn cầu. Anh chị em đều biết là cách đây chưa đầy một năm, chúng ta có Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về tân phúc âm hóa để thông truyền đời sống đức tin Kitô giáo. Và kết quả của Thượng Hội đồng là một tông huấn mới đây của Đức Giáo hoàng Francisco mà cho đến nay chưa có bản dịch chính thức, nhưng mà tựa đề là niềm vui phúc âm. Thế thì chính trong bối cảnh phúc âm hóa đó cho nên mới có cái chủ đề là di dân thắp sáng tin mừng. Và cũng chính trong bối cảnh đó mà tôi muốn mời gọi anh chị em suy nghĩ với tôi một chút. Và tôi nói trước cách riêng là với các bạn trẻ là hôm nay tôi giảng dài lắm đó. Cho nên nếu mà nó dài quá thì cứ coi như là làm việc đền tội ấy. Cho dù nó dài nhưng mà nó chỉ quy về có hai điểm này. Thứ nhất, người di dân cần được phúc âm hóa, cần được loan báo tin mừng. Nói đến di dân là nói đến một hiện tượng rất lớn trong thời đại của chúng ta. Không chỉ riêng ở Việt Nam mà là trên toàn thế giới. Cách riêng ở Việt Nam thì hiện tượng này nó trở thành ồ ạt từ khoảng 15-20 năm trở lại đây. Cái con số thống kê của Sài Gòn vào năm 1980 là 4 triệu dân và đến hôm nay là 10 triệu rồi. Tăng hơn gấp đôi trong vòng 30 năm. Như vậy đủ biết là hiện tượng di dân nó ồ ạt như thế nào ở đất nước chúng ta và cách riêng ở Sài Gòn, ở thành phố này. Và các bạn chính là những người di dân như thế. Nhưng mà tôi xin nói ngay với các bạn là không phải chỉ có các bạn đâu, mà hầu hết chúng ta ở đây là di dân thôi. Tôi mới sinh ra được có 2 tuổi, mẹ đã bế từ Bắc vào Nam rồi, di dân chứ còn gì nữa. Các linh mục ở đây cũng hầu hết thế thôi. Và khi nói đến tình trạng di dân như thế, đương nhiên hơn ai hết các bạn đang trải nghiệm những khó khăn, những vất vả. Nhưng mà nhìn một cách tổng quát thì có thể nói đến những khó khăn trước hết khi chúng ta phải rời bỏ một mảnh đất thân quen, một mảnh đất mà đã trở thành một phần máu thịt trong cuộc đời của mình. Nói như thế bởi vì có một nhà thơ Việt Nam từng viết rằng khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Hình thử ra khi mình rời một mảnh đất, nó không chỉ là rời xa một mảnh đất, mà mảnh đất đó nó còn là những kỷ niệm, những tương quan, những cái gì làm nên máu thịt đời sống của mình.
và rời bỏ nó là một nỗi đau. Rồi cùng với nỗi đau đó là sự khó khăn để mình hội nhập vào một môi trường mới. Các bạn ở xa rồi bây giờ mình vào trong cái môi trường thành phố này, mình hội nhập làm sao? Ngay từ nhà ở rất là vất vả đi tìm một cái chỗ thuê cho nó ra hồn. Được còn tùy đồng tiền của mình nữa chứ, tùy công ăn việc làm của mình nữa chứ. Mà nó cũng đâu chỉ đơn giản chỉ là nơi ăn chốn ở, còn là đời sống tình cảm. Mọi người đều như là những người xa lạ hết. Rồi đối với chúng ta còn là đời sống đức tin. Và chính trong những hoàn cảnh đó mà có thể nảy sinh nhiều cám dỗ. Ví dụ có những anh thanh niên không còn trẻ lắm, đã lập gia đình, đã có vợ, có con ở quê rồi, bây giờ đi vào trong này làm ăn sinh sống. Mình sống đời sống gia đình chứ mình có đi tu đâu, vậy mà tự nhiên vào trong này thì phải sống độc thân giống các cha, nhưng sao chịu được. Và từ đó đó, cái hoàn cảnh đó đó, nó dễ tạo nên sự bất trung, sự đổ vỡ gia đình cách này cách khác. Rồi con cái để lại ở quê, ai lo? Ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại lo, giao khoán cho các cụ vậy. Thế còn đối với những bạn trẻ, mình có thể ở một môi trường nông thôn chẳng hạn, bây giờ mình đi vào một thành phố, nhìn thấy đời sống người ta xong rồi nó xa hoa, nó tiêu xài, hưởng thụ sung sướng như thế, mình cũng dễ bị cám dỗ. Các bạn nói thật với tôi đi, đâu có ít bạn trẻ di dân vì những cám dỗ đó mà sa vào tệ nạn xã hội. Cho nên không chỉ có cái nỗi buồn khi mà mình xa quê, mà còn có những thử thách, những cám dỗ ở trong môi trường mới. Và cả đời sống đức tin cũng vậy. Có lẽ phải đến 20 năm trước, tôi đi giảng cho các bạn trẻ tại một giáo xứ vùng Gia Kiệm, tức là phải đến 90% là người Công giáo. Tôi đi giảng tĩnh tâm cho giới trẻ, mà các bạn biết là lúc nào không? 4 giờ sáng. 4 giờ sáng giảng tĩnh tâm cho giới trẻ. Mà khi tôi bước ra cung thánh thì nhìn xuống nhà thờ đầy ắp, ăn mặc nó là Anthony đâu vào đấy, 4 giờ sáng. Ê, tôi nhớ tôi có nói với các bạn trẻ lúc đó rằng các bạn sống ở trong một vùng hầu như toàn tòng Công giáo, nhà nhà Công giáo san sát nhau. Buổi sáng ông nội dậy đi lễ, đi qua nhà của bạn, ông cụ lấy gậy gõ cửa đánh thức các cháu dậy đi lễ. Mình không muốn đi thì cũng phải đi. Nó có cả một cái môi trường nó thôi thúc mình. Thế nhưng mà giả như tương lai các bạn không ở đây nữa, các bạn đi làm ăn sinh sống ở một vùng đất khác, một vùng đất thành thị, mà ở đó 10 người chỉ có một người Công giáo thôi, lúc đấy bạn còn đi lễ không? Lúc đấy bạn còn đọc kinh cầu nguyện hàng ngày không? Tôi nhớ tôi đã hỏi các bạn trẻ lúc đó như vậy. Và có lẽ câu hỏi đó tôi cũng muốn đặt ra cho các bạn ở đây. Mình thay đổi cái môi trường sống, liệu mình còn sống đức tin như ngày xưa ở trong môi trường thân quen của mình không? Đấy là nói đến anh chị em di dân ở Việt Nam. Chúng ta ngày nay còn rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đi lao động ở nước ngoài và tình hình còn khó khăn hơn nữa. Tôi nhớ cách đây ít năm sang Hàn Quốc, ở đây có ông cha Bình lo cho di dân Việt Nam bên Hàn Quốc nhiều năm, ngài biết rõ hơn tôi. Nhưng mà hôm đó khi dâng lễ cho cộng đoàn anh chị em Việt Nam Công giáo ở bên đó, thì có một vài bạn đến tâm sự với tôi. Nguyên cái chuyện lo lắng để sang lao động ở Hàn Quốc thì đã mất gần chục ngàn đô la rồi. Thế sang đây làm việc suốt 2 năm,
thì dành dụm coi như chỉ là vừa đủ để trả cái tiền đó thôi. Nhưng mà bây giờ đi về nước à? Hết hạn rồi. Về thì cũng bằng thừa thôi. Cho nên biết là hết hạn rồi mà vẫn phải ở lại để đi làm thêm kiếm tiền, không những cho mình mà còn cho gia đình. Mà ở lại như vậy thì bất hợp pháp. Cho nên đi lễ cũng sợ, sợ cảnh sát nó bắt được. Đi làm cũng sợ. Rồi mấy lần đi họp với các giám mục ở Á Châu chẳng hạn, tôi gặp Đức Giám mục của Kuala Lumpur, Malaysia, cha Ti ở đây, ngài mới đi sang bên đó dịp Giáng sinh để lo cho anh chị em Việt Nam Công giáo di dân ở Malaysia. Lần nào gặp ngài, ngài cũng nói với tôi, Đức cha liệu để gửi linh mục Việt Nam sang lo cho người Việt Nam ở bên này. Rồi có một lần đi sang Đài Loan, đi ở trên đường tôi nhìn thấy có những cái trạm như là trạm điện thoại vậy. Ở trong đó là những cô gái mặc áo bikini ngồi. Tôi thấy làm lạ quá mà sao lại kỳ cục cái này, mà tối trời lạnh nữa. Hóa ra phần đông là Việt Nam đấy. Cái nghề dễ nhất đấy, mặc bikini ngồi đấy để làm gì? Để bán trầu cho mấy cái anh tài xế lái xe hơi ăn trầu. Nhìn cái cảnh đó mà thấy buồn quá. Kể lại với các bạn một vài cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ để thấy ở Việt Nam mình còn đỡ đấy. Những anh chị em đi lao động ở nước ngoài còn thiếu thốn về đời sống tình cảm, đời sống tinh thần, đời sống tôn giáo, khó khăn hơn chúng ta nhiều. Và chính vì thế mà người di dân cần được phúc âm hóa. Người di dân cần được chăm sóc đến đời sống đức tin, để dù sống trong hoàn cảnh nào vẫn có thể vững vàng trong đời sống đức tin của mình, chứ không đánh mất đức tin vào Chúa. Các linh mục cũng như tất cả những anh chị em làm việc ở trong ban mục vụ di dân nhắm cái mục đích đấy. Cái tuần lễ sinh hoạt này được thực hiện là hướng đến mục đích ấy. Rất nhiều sinh hoạt khác của ban mục vụ di dân cũng nhằm mục đích ấy, để đồng hành với các bạn, để nâng đỡ các bạn, để cùng với các bạn sống đời sống đức tin Kitô giáo. Nhưng nếu chúng ta chỉ ngưng ở đây thôi á, thì chưa đủ, phải đi thêm một bước nữa, một bước thứ hai. Người di dân chúng tôi không chỉ cần được phúc âm hóa, nhưng chính người di dân chúng tôi góp phần tích cực vào việc phúc âm hóa, vào việc loan báo phúc âm của Chúa Giêsu. Anh chị em và các bạn cứ nhìn vào giáo phận Sài Gòn này coi, 200 nhà thờ, 700.000 tín hữu, gần 100 nhà dòng nam nữ. Giáo phận này là một giáo phận lớn, và tôi có thể nói rất cụ thể với anh chị em rằng phải đến 80% trong số tín hữu ấy là người di dân. Người di dân sau cuộc di cư 1954 và đợt kế tiếp là sau biến cố 1975. Cho nên cái giáo phận Sài Gòn này lớn mạnh đó, một phần lớn là nhờ sự đóng góp của người di dân qua nhiều đợt khác nhau. Chính người di dân góp phần để xây dựng giáo hội trên đất Sài Gòn. Chính người di dân góp phần tích cực để làm cho giáo hội trên đất Sài Gòn này trở thành một giáo hội làm chứng và loan báo tin mừng của Chúa cho anh chị em chung quanh.
không chỉ ở Việt Nam. Trong nhiều năm tôi có dịp đi cùng với Đức Hồng Y Tổng Giám mục Giáo phận đi thăm các anh chị em Công giáo Việt Nam trên nhiều đất nước, cũng là di dân thôi, và đi đến đâu thì cũng được nghe các giám mục địa phương ở đó ca tụng những cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở Mỹ, ở Canada, ở Hàn Quốc, ở nhiều nơi khác trên thế giới. Họ ca tụng bởi vì các cộng đoàn Công giáo Việt Nam sống đức tin một cách vững mạnh. Và chính sự hiện diện của Cộng đoàn Công giáo Việt Nam đem lại một sinh khí mới, một sức sống mới cho giáo hội ở địa phương. Tôi nói điều đó để muốn thưa với anh chị em rằng người di dân không phải chỉ là cần được phúc âm hóa, mà chính người di dân đang góp phần tích cực vào việc phúc âm hóa. Ngay những thời điểm này, tại giáo phận Sài Gòn này, rất nhiều anh chị em và các bạn trẻ di dân là những thành viên trong ca đoàn, trong ban mục vụ giới trẻ, trong giáo lý viên, tham gia rất tích cực. Và tôi nói thật đó, mỗi một năm vào dịp Tết này này, khi các bạn đi về quê ăn Tết, nhà thờ, nhiều nhà thờ vắng hẳn, buồn hẳn. Cho nên chính anh chị em và các bạn đang góp phần để làm cho Hội Thánh trên đất Sài Gòn này trở thành sinh động hơn. Anh chị em đang góp phần vào công cuộc phúc âm hóa. Vậy thì rất mong anh chị em và các bạn sống với tinh thần đó, tinh thần thắp sáng tin mừng một cách cụ thể hơn nữa. Và mẫu mực là hình ảnh của Chúa Giêsu chúng ta chiêm ngắm trong bài tin mừng hôm nay. Anh chị em thử hình dung ra bên dòng sông Jordan, cái dòng người tội lỗi xếp hàng từ từ bước xuống dòng sông để được Thánh Gioan tẩy giả, làm phép rửa, tha thứ tội lỗi. Chúa Giêsu cũng hòa mình vào trong dòng người tội lỗi ấy để xin chịu phép rửa, làm ông Thánh Gioan ông ấy giật mình. Chúa Giêsu là đấng hoàn toàn vô tội mà tại sao Ngài lại xếp hàng chung với dòng người tội lỗi để bước xuống sông Giô-đan xin chịu phép rửa? Đúng là Ngài hoàn toàn vô tội, nhưng mà Ngài muốn liên đới với chúng ta trong thân phận tội lỗi của con người. Thế cho nên cái hình ảnh bên dòng sông Giô-đan ấy, nó đã báo trước cái hình ảnh của đồi Can-vê. Một ngày nào đó, đấng tuyệt đối vô tội bị người ta đóng đinh trên thập giá, không phải vì tội lỗi của Ngài mà vì tội lỗi của chúng ta. Ngài muốn liên đới với chúng ta trong thân phận mỏng giòn của con người. Cái hình ảnh đó của Chúa Giêsu mời gọi anh chị em và tôi sống tình liên đới ấy, nhất là khi mà mình sống xa quê, mình sống trong một môi trường mới xa lạ, mình cần phải liên đới, nâng đỡ nhau trong đời sống vật chất, trong đời sống tinh thần. Nhất là khi ở chung với nhau một nhà trọ, khi làm chung với nhau trong một xí nghiệp, khi học chung với nhau ở một trường đại học, mình cần liên đới để nâng đỡ nhau. Và không chỉ liên đới với người Công giáo đâu, mà chúng ta được mời gọi để liên đới với cả những anh chị em, với các bạn ngoài Công giáo, để có thể đồng hành giúp đỡ họ trong những gì mình có thể. Không phải bằng mọi cách để lôi người ta vào đạo của mình, nhưng mà bằng một lối sống liên đới yêu thương đó, chúng ta làm chứng cho những giá trị của phúc âm,
để trình bày cái vẻ đẹp của phúc âm. Và khi liên đới với nhau như thế, mình cũng giúp cho cái môi trường sống của mình nó bớt tệ nạn đi. Mình cùng nhau để trong cái môi trường làm việc của mình nó được công bằng hơn, có sự san sẻ, có tình yêu thương nhiều hơn. Đấy chính là mình đang làm công việc phúc âm hóa, đưa tinh thần phúc âm của Chúa Giêsu vào trong đời sống hàng ngày, vào trong môi trường sinh sống và nghề nghiệp của chúng ta. Thế thưa anh chị em và các bạn, hôm nay có dịp đến đây dâng thánh lễ với anh chị em trong bối cảnh của năm phúc âm hóa gia đình, tôi muốn chia sẻ một vài tâm tình rất đơn sơ nhưng hết sức chân thành với anh chị em. Tất cả chúng ta đều có những khó khăn, thử thách trong đời sống. Nhưng chúng ta không cô độc, bởi vì bên cạnh mình có Hội Thánh, bên cạnh mình có rất nhiều bạn bè, bên cạnh mình có chính Chúa Giêsu đồng hành. Xin Chúa chúc lành cho buổi quy tụ của chúng ta ở đây, và ước gì những buổi quy tụ như thế này đem lại một sức sống mới, một tinh thần mới cho mỗi một người trong cộng đoàn anh chị em chúng ta, để sau những buổi quy tụ này mình phấn khởi hơn, vui tươi hơn, can đảm hơn để sống niềm tin Kitô giáo của mình và loan truyền niềm tin ấy cho anh chị em chung quanh. Amen. Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ân Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con bình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nơi bàn tiệc thánh, Chúa đã cho chúng con được no lòng thỏa dạ. Xin cũng giúp chúng con luôn trung thành nghe theo lời con một Chúa dạy bảo, để không những chúng con chỉ mang danh là con cái Chúa, mà còn thực sự sống với Chúa cho phải đạo làm con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kính mời Đức Cha, Quý Cha và Quý Cộng đoàn an tọa. Giờ đây Cha trưởng Ban Mục vụ Di dân, Cha Phaolô sẽ có lời cảm ơn Đức Cha, Quý Cha và Quý Tu sĩ. Trọng kính Đức Cha Phêrô, anh em chúng con trong Ban Mục vụ Di dân, hết lòng cảm ơn Đức Cha đã đến với chúng con
trong ngày bế mạc tuần lễ di dân. Đức Cha nói, giáo hội yêu thương di dân, luôn chăm sóc di dân. Nhưng chúng con chỉ thấy rằng cụ thể nhất là Đức Cha đã thể hiện cái lòng yêu mến, chăm sóc, lo lắng cho chị em di dân qua chính Đức Cha. Trong suốt 11 năm từ khi mà Ban Mục vụ dân chúng con thành lập, chưa một năm nào Đức Cha đã bỏ Ban Mục vụ di dân cũng như bỏ tất cả những anh chị em xa quê. Và trước đó nữa, Đức Cha cũng đã quan tâm và chăm sóc. Chúng con hết lòng cảm ơn vì tình yêu, sự chăm sóc, mục vụ đặc biệt này của Đức Cha dành cho anh chị em di dân. Và ngày hôm nay, Đức Cha nói lên cái vai trò quan trọng của anh chị em di dân trong đời sống, đón nhận tin mừng và làm chứng tin mừng. Những lời của Đức Cha thấm thía vào tâm hồn chúng con. Và chúng con xin trình với Đức Cha, không phải chỉ những anh chị em mà Đức Cha nhìn thấy ở đây. Còn vừa có một người cho biết, ở xung quanh nhà thờ, bên hông và cuối nhà thờ, có khoảng 3.000 người nữa được lắng nghe lời Đức Cha, giúp đỡ hướng dẫn. Chúng con chân thành cảm ơn Đức Cha. Chúng con xin cảm ơn Cha Bề Trên Đại Chủng Viện, quý cha trong ban giám đốc và quý cha giáo đã ưu ái đến anh chị em di dân. Và ngày hôm nay cụ thể cho các thầy đến để cùng sinh hoạt, để cùng cảm thông chia sẻ với anh chị em di dân. Chúng con nghĩ đây là một hành trang các thầy có thể có được cho đời sống học tập của mình và trong tương lai có thể mang ra áp dụng trong đời sống mục vụ. Kính thưa cha phó ban mục vụ di dân thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha thư ký, các cha là những cấp trên của chúng con. Đường hướng về mục vụ di dân là do các cha hướng dẫn. Chúng con mong các cha sẽ gần gũi với ban mục vụ của giáo phận này cũng như của các giáo phận khác, và gần gũi với các anh chị em di dân nhiều hơn để có những cống hiến đóng góp thực tế cho những anh chị em di dân để chúng con. Chúng con xin cảm ơn hai cha quản hạt đã đến với các anh chị em di dân. Chúng con xin cảm ơn quý cha bề trên, quý cha đang hiện diện. Các cha đến con số chúng con không có ngờ. Đây là một món quà lớn các cha đã tặng cho anh chị em di dân trong ngày bế mạc tuần lễ di dân của chúng con. Anh em trong ban mục vụ di dân chúng tôi xin cảm ơn quý tu sĩ nam nữ đã tích cực đóng góp công sức của mình trong việc mục vụ chăm sóc, yêu thương, giáo dục các anh chị em xa quê. Chúng tôi xin hết lòng cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Mong các bạn tiếp tục hành trình và cộng tác với các cha, các tu sĩ nam nữ và cộng tác với Đức Hồng Y, Đức Tổng Giám Mục, Đức Cha Phêrô để chúng ta làm tròn bổn phận của chúng ta, bổn phận của những người di dân được trao trách nhiệm thắp sáng tin mừng. Kính dâng lên Đức Cha, quý cha để nói lòng yêu mến của di dân. Cùng hòa vang lên tiếng cảm ơn, hát câu cảm ơn vang dội nơi nơi. Hòa ngàn con tim muốn nói lên lời cảm ơn không bao giờ quên. Anh chị em thân mến, mỗi người trong chúng ta đều là những người nghèo, những người bị giam hãm, những người mù lòa, cần phải đón nhận tin mừng của Chúa Giêsu. Và đồng thời mỗi người trong chúng ta lại được mời gọi để chia sẻ sứ vụ của Chúa Giêsu. Có nghĩa là
được sai đi để loan báo tin mừng của Chúa. Và hai điều này liên kết mật thiết với nhau. Càng đón nhận tin mừng của Chúa sâu sắc bao nhiêu thì càng có khả năng trở thành người được sai đi loan báo tin mừng bấy nhiêu. Cho nên tôi hỏi anh chị em, anh chị em có sẵn sàng từ bỏ các tật xấu, hoán cải và canh tân đời sống theo ánh sáng của tin mừng Chúa để biến mình thành dấu chỉ và người mang tình yêu của Chúa đến cho mọi người không? Thưa, chúng con sẵn sàng. Anh chị em có sẵn sàng tìm hiểu Kinh Thánh là lời Chúa hàng ngày để lời Chúa dẫn đường cho đời sống của anh chị em không? Thưa, chúng con sẵn sàng. Anh chị em có sẵn sàng trở nên những chứng nhân của tin mừng tình yêu và sự sống giữa lòng trần thế không? Thưa, chúng con sẵn sàng. Nếu anh chị em đã sẵn sàng thì giờ đây anh chị em hãy dương cao ngọn nến sáng trong tay là dấu chỉ của sự sáng, dấu chỉ ấm áp của tình yêu, dấu chỉ của Chúa Thánh Thần. Anh chị em hãy đi vào các ngõ ngách của cuộc sống, những chỗ tối tăm thì hãy làm cho ánh sáng bừng lên, những nơi lạnh lẽo thì thiếu tình yêu thì hãy làm cho ấm lại, những nơi sự sống đang héo mòn hay gặp nguy hiểm thì hãy làm cho sống dậy và sinh nhiều hoa trái. Hãy làm cho cuộc sống của anh chị em tỏ rõ hình ảnh của Chúa Giêsu, và qua anh chị em tin mừng tình yêu và sự sống của Chúa đến được với nhiều người. Giờ đây cả anh chị em di dân chúng ta đáp lời mời gọi của cha Phaolô Reo Di thắp sáng tin. Thì em ơi, ơi di dân tin yêu tin mừng, di dân thắp sáng tin yêu tin mừng. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là Đấng Tạo Thành Trời Đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Đó đây đoàn tin, đoàn tin Chúa Trời yêu thương loài người. Ngày buồn xưa anh ta đến thôi, ngày chân em hãy tôn thờ người. Chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây. Đoàn tin mang tin Chúa Trời yêu thương loài người, lòng người chú tin vẫn luôn vươn lên, tình người thương ta đến muôn muôn đời. Chúng ta cùng đem tin mừng